Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC 16. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, nên nắng nóng sẽ có xu hướng gia tăng hơn trên khu vực Bắc Bộ trong hôm nay và cả những ngày tới. Nhiệt độ ban trưa sẽ đạt mức 34 đến 37 độ ở phía Đông và 32 cho đến 37 độ ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Tại miền Trung, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng mở rộng kết hợp với hiệu ứng phơn nên nắng nóng sẽ tiếp tục gia tăng hơn về cường độ. Suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Phú Yên sẽ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ sẽ từ 35 cho đến 38 độ. Riêng các tỉnh phía Tây, khu vực như Con Cuông, Quỳnh Lưu của Nghệ An, Hương Khê, Hà Tĩnh, Nam Đông, Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thậm chí sẽ đạt đến mức từ 39 cho đến 40 độ. Cùng với đó sẽ là độ ẩm xuống thấp, chỉ còn từ 45 cho đến 50% sẽ càng làm tăng thêm cảm giác khô nóng. Nắng nóng còn có khả năng kéo dài trong những ngày tới, vì vậy người dân cần đề phòng cháy rừng cũng như khả năng chập độ điện ở những khu vực dân cư đông đúc. Gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh hơn nên mưa sẽ tăng cường cả về diện và lượng tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Riêng một số tỉnh thuộc ven biển Nam Bộ như là Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và khả năng xảy ra ngập úng ở vùng trũng. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi.